À, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình sẽ review một cái món đồ rất là có ích khi mà mình sử dụng xe máy, xe hơi hoặc là xe đạp để đi tour hoặc là sử dụng xe hàng ngày. Mà trong điều kiện là nhà mình không có cái đồ bơm xe hoặc là mình đang đi ở những cái chỗ mà nó hẻo lánh, mình xe bánh xe mình nó bị lủng mà mình có đồ giá mang theo. Thì sau khi mà giá rồi đó, thì các bạn không có đồ bơm, hoặc là nếu như mà các loại đồ bơm trên thị trường á có bán nhưng mà mình phải câu điện vô trong bình ắc quy thì nó rất là phức tạp, rất là mất thời gian thao tác của chúng ta. Thì hôm nay á là mình giới thiệu với các bạn một cái mẫu bơm xe di động. Cái mẫu bơm xe di động này có rất là nhiều cái tính năng rất là hay và mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video clip này. Sản phẩm này thì mình đặt mua ở nước ngoài, đường link mà mua hàng thì mình sẽ để cho các bạn nào mà quan tâm có thể là mua hàng ha. Còn riêng bản thân mình thì không có bán sản phẩm này. Đầu tiên á là cái mình sẽ quay sơ về cái ngoại hình cho các bạn xem. Ở trong cái cục sạc này thì nó có một cái quạt nhỏ. Thì khi mà mình bật lên mình bơm bánh xe thì cái quạt ở trong này nó quay, nó tản nhiệt cho cái bộ bơm này. Cho nên là các bạn bơm rất là ok, không có vấn đề gì cả. Tiếng ồn, về cái tiếng ồn thì hầu như là sạc những cái sạc mini thì tiếng ồn nó khá là lớn. Và cái bộ sạc này thì cái tiếng nó cũng cũng lớn chứ không có nhỏ hả các bạn. Pin nó là pin bên trong luôn. Và mình đã thử sạc đầy cái pin của cái bộ sạc cái bộ bơm di động này thì thời gian sạc rất là nhanh. Nó rơi vào khoảng tầm 1 tới 2 tiếng đồng hồ thôi là các bạn có thể là sạc đầy pin cho cái cục bơm này rồi, bằng một cái cục sạc điện thoại bình thường thôi. Không cần phải sạc điện thoại sạc nhanh mà nó vẫn vô rất là nhanh. Ở dưới đáy của nó là một cái cổng để mình cắm mình sạc này các bạn. Bộ này thì không có chống nước hả các bạn, cho nên là khi mà mình mang đi tour hoặc là mình sử dụng hàng ngày thì các bạn lưu ý là mình cẩn thận với lại nước. Ở đây là những cái phím chức năng. Nút ở giữa là nút bơm. Bên đây là chuyển đổi cái chế độ bơm. Tí xíu nữa mình sẽ nói cho các bạn là những cái chế độ bơm và cái hay của cái bơm này nó như thế nào. Ngoài cái vấn đề bơm xe ra thì nó rất là hay thì mình mới quảng cáo, mình mới giới thiệu. Bên đây là nút đèn pin. Đây là nút tăng giảm cái áp suất bơm bánh xe của chúng ta. Tại sao nó lại có cái nút tăng giảm áp suất bơm bánh xe? Thì cái bộ bơm này á, nó đặc biệt ở một cái là nó cho phép mình bơm đúng cái số ký và cái đồng hồ hiển thị. Bây giờ mình sẽ mở lên cho bạn xem. Ở trên cái dòi bơm nó làm dạng giống như là một cái ổ khóa, các bạn nhìn thấy nó giống cái ổ khóa không? Thì ở đây là cái màu đỏ nè. Đó, nó có màu đỏ đúng không? Thì mình khi mà mình kéo lên đồng nghĩa với là chúng ta đã mới vừa mở nguồn. Đó. Bây giờ mình sẽ qua những cái phím chức năng cho bạn xem ha. Đây, nút phím chức năng nè. Đo bằng PSI. Đó. Cái này là để bơm xe nhỏ nè các bạn. Bơm xe máy. Bơm xe máy mà cái ký hiệu là ba đó, chữ BAR đó. Bơm xe ô tô. Bơm bấm bơm banh. Và đây là cái chức năng mà auto. Chức năng auto thì nó sẽ không có hiện những cái mục mà chọn. Tại sao nó lại có hiện lên những cái mục này? Thì khi trong cái bộ bơm này nó có cái điều khiển áp suất bơm bánh xe để an toàn cho cái quá trình mà bơm bánh xe của chúng ta. Ví dụ như mà các bạn bơm bị quá ký chẳng hạn đi, mình không biết là bánh xe mình bao nhiêu đúng không, thì mình bấm mình bơm thì nó tới cái mức độ giới hạn của cái vỏ thì tự động cái bơm này nó sẽ ngắt hơi, nó không bơm nữa. Còn nếu như những cái bộ bơm bình thường khác trên thị trường đó, là các bạn biết là cứ mở bơm 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 tới chừng nào mà chắc là nó nổ vỏ và nó banh luôn cái máy bơm thì nó mới ngừng lại, thì cái bộ bơm này nó có ngắt hơi tự động. Và nếu như mà mình biết được rõ là cái thông số cái vỏ xe mình bao nhiêu á, ví dụ như BMW của mình chạy cái thông số của nó là 42 PSI. Đây, các bạn chỉnh nè ha. Nếu mà 42 PSI thì các bạn sẽ chỉnh tầm khoảng 41. Đó, 41 PSI rồi ok, bây giờ chúng ta bấm bơm thì chúng ta chỉ cần dặn cái đầu vòi này nè vào trong cái đầu bơm rồi chúng ta bấm nút giữa là nó sẽ tự bơm. Các bạn không cần phải quan tâm là nó đầy, nó đã đủ hơi hay chưa,
mà đúng 42 PSI là tự động cái đầu bơm này nó sẽ ngắt. Đó. Tí xíu nữa mình sẽ test trên chiếc vỏ xe BMW này, rồi test trên vỏ xe Winner, test trên vỏ xe đạp, test trên vỏ xe hơi ha. Cái clip này nó sẽ hơi dài nhưng mà nó sẽ đầy đủ cho các bạn khi mà các bạn quan tâm về cái sản phẩm này, để coi coi là nó có ok hay không. Bây giờ mình sẽ nói trước về các cái tính năng cho các bạn hiểu về cái bộ bơm này, mình có mua mình xài không thì tùy các bạn, với mình cũng không có bán ha. Và đây là nút đèn nè, nút đèn rất là sáng ha các bạn. Trong điều kiện trời tối là cái đèn này mình thấy là nó rất là sáng. Khi mà các bạn mà đi ban đêm mà mình cần bơm thì cái đèn nó rất là quan trọng, lúc đó thì các bạn sẽ biết được cái hiệu quả ha. Như cái vỏ xe Winner của chúng ta là nó sẽ là 33 PSI thì mình sẽ để tầm khoảng 32, thì tới đúng 33 PSI là nó sẽ ngừng, nó sẽ tính, nó sẽ vượt lên 1 PSI so với lại cái điều chỉnh của mình. Và các bạn đang thắc mắc là cái bộ bơm này thì cái đồng hồ đo áp suất của nó có chính xác hay không, thì ở đây mình có một cái bơm, cái đồ đo của Michelin, cái đồ đo điện tử Michelin này cực kỳ chính xác ha các bạn, không có sai số đâu, sai số nó cực kỳ nhỏ. Thì sau khi mà mình bơm, mình có test thử rồi, mình bơm bằng cái đồ bơm này á, nó báo trên đồng hồ nè, xong rồi mình đo lại bằng cái Michelin thì cái thông số của Michelin và cái thông số của đồng hồ này là chính xác 100%. Đó. Cho nên là các bạn khi mà mình đi tour hoặc là đi những cái tour xuyên Việt, hoặc là mình đi hàng ngày, hoặc là mình đi những cái tour ngắn đó, thì mình có cái đồ bơm này là cực kỳ là an tâm luôn các bạn. Pin là pin sạc ở bên trong luôn, cho nên là các bạn không cần phải câu bình. Ví dụ như là một bạn bây giờ mình đang đi xe đạp đường trường đi, tự nhiên bây giờ nó lủng bánh xe, mình có bộ giá theo, mình giá, nhưng mà mình không có, mình đem theo cái bộ bơm, mà bây giờ cái bộ bơm nó phải xài bình ắc quy thì lấy điện ở đâu để mà xài, để mà bơm, đúng không các bạn? Thì cái bộ bơm này nó có pin sẵn bên trong luôn, mình không cần phải câu nói gì hết, mà cái lực bơm của nó rất là ok, nó bơm được tới cả xe hơi các bạn, nó bơm được tới 120 PSI, mà một cái vỏ xe máy bình thường của chúng ta như vỏ BMW của mình nó chỉ có tới 42 PSI thôi, thì các bạn thấy là cái sức bơm của nó là dư sức rồi. Hồi nãy mình xả hết, tí xíu mình sẽ xả vỏ của BMW và vỏ của Winner để bơm ha. Vỏ Winner thì bơm lên rất là lẹ, nhưng mà vỏ xe phân khối lớn thì bơm nó sẽ lâu hơn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Đây, bây giờ mình sẽ xả hết hơi của cái vỏ ra, mình bơm lên cho các bạn xem ha. Đây là mình xả nãy giờ nè các bạn. Bây giờ nó đã hết hơi nè các bạn, nghe không? Nó hết hơi hoàn toàn rồi nè. Mình sẽ sử dụng một cái đồng hồ của Michelin để mình đo thử coi là cái vỏ xe mình nó đã được xả hết chưa. Đó, đồng hồ đã được xả hết rồi ha các bạn. Đó, không hiện luôn, không còn hơi nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đồng hồ đo đồng thời gian ra, mình sẽ đo thử coi là bơm đầy một cái vỏ Winner size là 120 này thì mất bao nhiêu thời gian. Ở đây là mình có một cái đồng hồ đo thời gian của Casio ha các bạn. Đây, tí xíu mình sẽ bấm thời gian lên. Đây, cái vòi này nè các bạn, nó có cái răng nè. Ở đây nó cũng có răng nè, các bạn chỉ cần vặn vô thôi. Đây, sau khi mà mình đã kết nối với lại cái bánh xe xong rồi đó, thì các bạn sẽ do nãy giờ chắc là nó tự động nó tắt đó các bạn, mình rút cái vòi ra sớm quá mà mình để không có sử dụng thì tự động nó tắt nguồn xuống. Để mình rút ra mà mình để lâu quá mình không xài thì tự động nó sẽ tắt nguồn hả bạn, các bạn phải cắm lại vô xong rồi rút ra thì nó mới mở nguồn lại. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho cái áp suất của mình là 32 PSI nè, nó sẽ bơm lên đúng 33 cho các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ đâm bấm giờ của cái đồng hồ mình luôn nè. Đó. Đồng hồ bấm giờ luôn ha các bạn.
kê nó lên một cái kê nó lên một cái khăn hay là một cái dẻ gì đó để cho nó êm đó các bạn. Rồi đây là chúng ta sẽ kem xem thử là bao nhiêu thời gian là nó, đây cái đồng hồ nó chạy nè các bạn. Đồng hồ Casio mà canh thời gian là chuẩn lắm nha các bạn. Rồi chúng ta đã bơm được 10 PSI rồi. Trên cái vỏ này của nhà sản xuất đó là người ta ghi là 33 PSI. Trong cái điều kiện là cái vỏ này nó không có nóng, tức là mình để nguội á, mình bơm á. Còn nếu như mà mình bơm vỏ nóng á thì các bạn sẽ chỉnh cái PSI nó xuống thấp một tí. Ví dụ như mình đang đi trời nắng đúng không, mà các bạn mà đo bằng cái đồng hồ đo áp suất á thì cái áp suất của cái bánh xe của mình nó lúc nào nó cũng cao hết. Rồi các bạn xả đi, các bạn bơm đúng cái số ký trong cái thời điểm mà cái bánh xe mình đang đúng á, mình đang nóng á, mình bơm đúng số ký. Nhưng mà khi mà bánh nó nguội mình đo lại thì cái số cái áp suất của bánh xe mình nó sẽ hấp. Đó. Cho nên nếu mà để đo áp suất bánh xe mà chính xác nhất là mình phải đo trong cái điều kiện là cái vỏ xe mình nó không có hoạt động, vỏ xe để nguội bình thường không có chạy. Cái mà các bạn quan tâm nhất đó là áp suất bánh xe mình bơm bao nhiêu là đúng. Cái đồng hồ trên thị trường đó, mình nói thật sự luôn là cái đồng hồ mà để đo áp suất bánh xe này nè, rất là nhiều mẫu mã, rất là nhiều loại, nhưng mà cái độ chính xác của nó kém cực kỳ luôn, không có được chính xác các bạn. Ngoại trừ cái hãng Michelin này thì sử dụng xài cái đồ bơm của hãng Michelin là rất là ok. Và cái bộ bơm này mình đánh giá bộ bơm này rất là tốt, ở một cái là cái đo áp suất của nó cực kỳ chính xác luôn, và nó còn có ngắt hơi tự động nữa đó. Cứ bơm vậy các bạn, cứ không cần quan tâm là nó đã đủ chưa hay gì hết, nó đúng cái số mình dài là tự động là nó tắt cái máy, là chúng ta biết là nó đủ hơi rồi, mình không cần phải quan tâm nhiều luôn. Và nó canh cái áp suất của mình trong cái lúc bơm thì nó sẽ chính xác hơn. Tí xíu mình sẽ bơm thử cái bánh xe hơi coi nó như thế nào hả bạn, coi nó lâu không. Bánh xe BMW thì hồi nãy mình có bơm thử rồi thì nó rơi vào khoảng 15 phút đó các bạn, khá là lâu ha. Mà không biết là bánh xe hơi thì bơm nó có lâu như vậy hay không, hay là bánh BMW nè, là bánh 100, bánh này là bánh 200 sẹt 55 ZR17 đó. Hồi nãy mình bơm cái bánh này khoảng 15 phút, nhưng mà bơm cái bánh xe nhỏ thì nó quá nhanh các bạn đó. Bánh xe nhỏ nãy giờ 3 phút rồi nè, bánh xe nhỏ là 3 phút rồi ha, 3 phút là được 28 PSI kìa. Bơm bánh xe nhỏ thì nhanh các bạn. Ba mươi mốt với ai rồi đó. Ba mươi hai. Hồi nãy là mình chỉnh 32 đó các bạn, thì nó lên tầm khoảng 33 là nó PSI là nó ngừng, nói chung là nó sẽ nhiều hơn một PSI á. Đó các bạn thấy không, mình để 32 lên đúng 33 nó ngừng 33 PSI luôn. Thì bây giờ mình sẽ đo bằng cái đồ của Michelin cho các bạn xem ha. Bơm bánh xe nhỏ thì nhanh, ok. Cái này thì mình nên dặn hai tay thì nó sẽ ok hơn các bạn, dặn một tay thì nó hơi lâu. Rồi mình sẽ bấm giờ đứng lại nè, tầm khoảng là 4 phút 30 giây ha, tại 10 giây mình dặn cái dòi đó, tầm khoảng 4 phút 30 giây cho một cái bánh Winner X. Ba mươi hai phẩy năm PSI đó. Thì hồi nãy là mình chỉnh cho cái đồng hồ này nó rơi vào khoảng là 32 PSI, thì
Sau khi bơm xong nó sẽ hiện là 33 PSI. Nhưng mà nó lố, nó sẽ có lố. Nếu như mà mình chỉnh là 33 PSI trên cái đồ bơm luôn á thì nó sẽ rơi vào khoảng 33,5. Cho nên nếu như mà mình muốn nó chính xác nhất á thì mình sẽ để nó tầm khoảng 32 thì nó sẽ ra được là 32,5 PSI. Thì khi mà cái mình chạy xe nó nóng thì vỏ mình lên là khoảng 33 là vừa, không cần phải quá cứng. Đó, các bạn thấy không? Rất là chính xác ha. Giữa cái đồ đo của mình và cái đồ đo hơi của Michelin gần như là ok, thông số nó rất là chuẩn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên vỏ xe hơi ha, bên này chơi lớn xả vỏ xe hơi ra. Ồ, cái này hơi căng các bạn. Cái này không quay bánh được rồi. Vỏ xe hơi nằm trên này phải cầm nha, phải cầm mới bơm được á. Để chơi lớn luôn các bạn, cầm luôn cho các bạn xem ha. Thấy cực ghê không? Làm clip review không có bán hàng, review đồ ri mà phải làm clip, bỏ tiền ra mua xong rồi về phải làm clip giới thiệu. Cái vỏ này bơm nhiêu ta? Căng à. Căng đét ta. Nãy mình không có coi thông số trước. Do cái vỏ xe hơi đó, nó nặng đó các bạn, khi mà mình xả xẹp xuống luôn á thì nó bị ảnh hưởng tới lại cái mâm, cho nên là mình sẽ đo thử coi là nó còn bao nhiêu hơi đó. Đây. Cái này thì sẽ đo theo cái đơn vị là BAR ha. Bây giờ còn có 1.1 thôi, mà xe của mình là phải là 2.0. 2.0 ha, bây giờ mình sẽ gắn vô và bơm thử. Ở đây là các bạn thấy là nó đang còn 1.1 nè, các bạn thấy không? Hồi nãy lúc mà mình đo bằng Michelin đó là cũng là 1.1 luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ chỉnh là auto của nó là 2.53 nè. Xe của mình thì nó rơi vào khoảng là 2.03 ha. Bây giờ mình sẽ bơm. Để coi là từ 1.1 mà nó bơm lên 2.0 thì nó nhanh hay không. Đó, bơm vỏ ô tô. Cái này cầm thì cái độ rung của nó mình đánh giá là nó cũng không có nhiều các bạn, giống như là máy massage thôi. Nói chung là cầm cũng ok, không có bị nóng như các bạn. Nãy giờ mình bơm nhưng mà không bị nóng, tại vì hai bên đây này nó có cái quạt ở bên gió bên trong đó, nó thổi gió đi ra ngoài đó, nó giúp cho cái máy ở trong của cái cục sạc này nó không bị nóng. Bơm vỏ xe hơi này thì mình nghĩ là chắc nó sẽ hơi lâu xíu ha các bạn. Pin của nó thì sạc rất là nhanh. Các bạn có thể là cắm ở trên xe hơi mình có cái lỗ cắm sạc á, mình có thể là mua cái đầu sạc. Rồi mình cắm cái tẩu sạc vô trong xe hơi rồi mình sạc thiết bị như là điện thoại. Rồi pin dự phòng và cái cục sạc này nữa. Khá là tiện lợi ha. Còn ví dụ như mình đi xe máy hoặc là đi xe đạp thì hoặc là đi mô tô phân khối lớn, phân khối nhỏ gì đó, các bạn có thể là mình tới khách sạn rồi mình sạc hoặc là ở nhà mình sạc. Sản phẩm này thì nó có cho mình theo kèm theo là cái túi để bỏ sản phẩm, nó rất là đẹp ha, tí xíu mình sẽ bỏ cho các bạn xem. Để nó bơm đầy đi rồi xong rồi mình sẽ nói với các bạn một cái vấn đề như thế này. Tại vì mình thấy cũng có nhiều người làm review về cái bộ bơm bánh xe này rồi và nó không có được đúng cái thực tế cho lắm, thì mình sẽ nói sau đây. Lên được 2.03 rồi các bạn, nhưng mà nó sẽ lố ra một tí xíu. Cái bộ bơm này nó trừ hao hay lắm. Đây 2.0 hả bạn. Bây giờ mình sẽ đo bằng cái đồ của Michelin.
2.05. Để các bạn thấy không, là lúc nào nó cũng cho dư một ít ra tí xíu thế này, cho nên là mình cứ canh, một là canh chuẩn thì nó sẽ nhiều hơn khoảng một tí xíu. Nếu bạn nào mà muốn mà nó chắc chính xác 100% luôn á, là khi mà bơm xong rồi mình chỉ nhấn vô xả tầm khoảng một giây thôi là nó sẽ về đúng với cái thông số của mình. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề của cái bộ bơm này khi mà xài với lại ô tô thì xài trong trường hợp nào cho nó đúng. Các bạn có bao giờ mà tự mình ở nhà giá xe ô tô chưa? Chắc chắn là chưa đúng không? Lúc nào mà chúng ta bị lủng thì chúng ta cũng đem vô trong những cái chỗ giá xe thì người ta giá xong người ta bơm. Chứ chẳng có ai mà chỗ giá xe nào mà giá xong mà không có đồ bơm hết. Chỉ trừ những cái trường hợp mà đặc biệt thôi. Là ví dụ như người ta giá xong mà cái chỗ giá nó bị cúp điện, mà bây giờ chúng ta cần bơm liền để chúng ta chạy, thì sau khi người ta giá xong rồi mình sử dụng bộ bơm này mình bơm. Thì khi mà sử dụng cái bộ bơm này để bơm cho một cái bánh xe hơi bự như thế này á, thì tốn tầm khoảng nãy giờ chắc cũng khoảng trên dưới là 15 phút đó các bạn, để bơm từ 1.03 cho tới là 2.03 là khoảng 15 phút. Thì các bạn thấy là thời gian cũng lâu. Về cái bộ pin thì nãy giờ mình bơm mình cảm thấy là nó chưa hết pin á, tí xíu mình sẽ test trên xe đạp rồi trên xe BMW cho các bạn xem. Thì về cái độ chính xác của nó, sai số của nó thì hầu như là nó không sai số, nó chỉ làm là nó bơm nhiều hơn 5 đơn vị thôi đó. Ví dụ như mình để 32 thì nó sẽ là 32 rưỡi, hoặc là 33 thì nó sẽ là 33 rưỡi. Ở đây là nhà sản xuất người ta làm như vậy chứ không phải là sai số ha, tại vì khi mà đo bằng cái đồng hồ chuyên dụng của Michelin thì rất là chính xác rồi. Cho nên xét về cái bơm này để bơm đo áp suất thì quá là tuyệt vời đó. Khi mà bơm xe hơi á, thì ví dụ như mình chạy một khoảng thời gian các bạn không có đem vào gara, hoặc là mình đi dịch vụ thường mà mình không có coi áp suất mình đang chạy, mình cảm giác ở xe mình nó bị chao đảo, nó không có thăng bằng đối với xe hơi nha, thì các bạn có thể là xuống mình bơm thêm. Ví dụ như bây giờ là 2.0 mà nó tụt xuống 1.9 hay là 1.83 bar á, thì mình nhảy xuống mình bắt đầu cắm bộ bơm này vô mình bơm, thì chỉ mất trong vòng khoảng từ 5 phút thôi, hơn 5 phút xí xíu cho một bánh xe, thì bánh xe của mình nó sẽ đúng cái áp suất lớp, thì mình đúng với áp suất thì mình chạy rất là ok đó. Và cái thời gian bơm của mình thì nó không có lâu. Đó là cái cách mà để mình xài cái bộ bơm mini thế này cho xe ô tô. Còn đối với xe máy, trong trường hợp mà các bạn giá được nó, ví dụ như là xe mô tô hoặc là những cái dòng xe Winner hay Accenter là dòng vỏ không ruột đó, thì các bạn sau khi mà mình giá nắm, giá lụi hay gì đó, các bạn cần đồ bơm thì cái đồ bơm này nó sẽ bơm rất là tốt cho các bạn. Hoặc là trong một cái trường hợp mà nó rất là xấu, vì nghĩa là mình bị đâm một cái con ốc mà không thể giá được, nó hơi bự, nhưng mà trong cái quá trình mình chạy xe thì nó bị xì nhẹ, nhưng mà mình vẫn có thể là chạy được. Mà bây giờ không có đồ bơm, trong cái lúc mà mình đang đi ví dụ như là đèo Gia Bắc hay là đèo đèo Khánh Vĩnh, đèo Omega ở từ Nha Trang qua chẳng hạn đi, những cái con đường đèo mà nó vắng, mình bị lủng như vậy, mình không có đồ giá và cái lỗ lủng nó đang bị xì, không lẽ là mình cứ chạy cho tới lúc nào mà nó xì hết rồi mình dắt bộ thì làm sao được, đúng không các bạn? Thì mình có cái bộ bơm này, mình bơm lên cho nó cứng, có thể là các bạn bơm vượt mức lên một tí xíu để cho bánh xe nó cứng tí, thì nó sẽ tiếp tục xì và mình sẽ chạy tới cái chỗ mà giá xe mình sẽ giá được. Thì đây là cái lợi ích của cái bộ giá. Còn nếu như mà các bạn giá được thì sau khi mà giá rồi các bạn có đồ bơm như thế này, các bạn bơm không cần phải tháo cái nắp đậy bình ắc quy. Những cái dòng mà máy bơm mini thế này cần phải tháo cái bình ắc quy, phải tháo cái nắp bình ắc quy ra để cắm hai cái dây cực vào để bơm thì nó rất là bất tiện. Còn cái này nó là pin sạc, các bạn đem theo rất là gọn gàng như thế này. Theo cái bộ bơm này thì nó sẽ cho mình được một cái túi như thế này để đựng nè các bạn. Các bạn có thể là mình mua thêm một cái đồ đo, nếu như mà các bạn sợ nó không chính xác thì các bạn mua thêm cái đồ đo. Còn nếu như mà mình nghĩ là với một cái cục sạc như thế này và cái đồ đo mình mới vừa test cho các bạn thì nó quá là chính xác rồi, không có cần mà phải mua thêm cái đồ đo nữa.
Lúc trước á, thì mình không có cái bộ bơm này. Bộ bơm này mới về hôm qua. Thì khi mà bơm bằng cái bình bơm bình thường á, phải có theo cái đồ đo thì nó mới chính xác được. Nhưng mà nay có cái đồ bơm mini thì khá là an tâm các bạn. Bây giờ mình sẽ ra mình bơm xe đạp thử. Bây giờ mình sẽ bơm cái vỏ xe đạp leo địa hình của mình hả bạn. Nó ghi là 65 PSI nè, mà không biết phải 65 thiệt không. Thấy cái vỏ xe có chút xíu mà sao 65 không biết. Mình đã chỉnh lên là 64 PSI rồi các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ bơm nè. Các bạn coi cái tốc độ bơm bánh xe đạp thần tốc. Này xong rồi mình nghi ngờ cái tính thực tế của cái vỏ xe đạp này, nó ghi 65 PSI quá ta. Cái vỏ xe đạp có tí xíu vậy mà nó ghi 65 PSI chắc bơm nổ vỏ luôn quá. Không tới đâu các bạn ơi. Nghi ngờ cái tính thực tế của cái vỏ này, nó in tầm bậy quá trời. Mình phải ngưng lại một tí xíu ha. Mình kiểm tra rồi để chút xíu nó nổ cái bà nữa. Tại vì cái đầu dòi của xe đạp á các bạn, là nó không có đo được bằng cái dụng cụ đo của Michelin ha. Nó không có cái dòi, đầu dòi nó không giống như xe máy. Nếu mà muốn đo chính xác, muốn đo được cái hơi á, thì chỉ có cái anh đầu bơm này ảnh mới có đồ, ảnh vừa bơm ảnh vừa đo được thôi. Thì xe đạp thường thường á là mình bơm là cái dù bóp cảm thấy là nó cứng, nó ok là ok, chứ không có theo cái số ký ha. Mới bơm có khoảng 22 PSI thôi là mình đã nghe nó rất là cứng rồi. Bình thường thì chỉ bơm nhắm chừng thôi các bạn, nghĩa là cái bánh xe mình cảm giác là nó cứng là ok, chứ mình không có đo được cái bóp. Thường thường đó là người ta phải bóp từ ở ngoài vô. Bây giờ cầm cái máy quay đi để vợ chồng coi thử. Đang quay. Ai vẫn còn mềm. Mềm. Ở dùng hai tay là bóp vô thấy nó mềm nào là chưa được các bạn. Cái vỏ xe đạp này thì không có cái đồ đo. Thường thường là người ta có cái đồ đo, cái đồng hồ rồi cái bình hơi á, là bóp vậy thì ta đo, thì trong cái quá trình mà đo á là bơm nó sẽ đo được cái độ cứng này. Còn xe đạp mà ở nhà bơm á là chỉ chăm theo cái kiểu vậy thôi, để là bóp lên cảm giác nó còn mềm còn mềm được 33 PSI rồi. Nhưng mà mình vẫn ấn cái độ chân thật của cái vỏ này quá. Mình để bao nhiêu? Xe đạp thì lần đầu tiên là mình đã đo được chính xác cái PSI của nó. Tại vì xe đạp cái kim chân dòi của nó là phải gắn thêm một cái đầu nữa để bơm được bằng cái dòi của xe máy vào các bạn. Rồi cái kim dòi của nó là không có sử dụng cái đồ đo hơi của Michelin để đo được, nên là chỉ đo nhắm chừng như thế này thôi, nghĩa là bóp cảm thấy nó mềm thì mình bơm thêm. Còn cái đầu bơm này á là nó có cái báo hơi, cái báo áp suất luôn, 38 PSI rồi các bạn. Ôi vỏ này nó ghi lên được tới 65 PSI luôn nè, ghê à. Biết bơm chịu nổi không mà ghi ớn ăn thì tại 65 PSI. Bao nhiêu rồi? Má nghi ngờ cái vấn đề này quá. Cái đó bao nhiêu rồi? Là 42 rồi.
Không biết cái này nó có chống nổ không ta, hay nguy hiểm với mình để chạy trốn cho khác các bạn. Rồi nè, 46 rồi nè. Rồi mớ cái ăn sao thử coi. Còn 14 BA nữa. Hồi đang bơm cứng như vậy luôn đó ta. Xe đạp mà kiểu như là nó bán đồ mà hạp cẩm tùm lum đó, chứ không phải là hàng riêu, cho nên là cái giày cái vỏ này nó in á, và nó in 65 bên này, nhưng mà khi mà cái tới chừng mà mình bơm á là rất là hên xui. Còn ví dụ như cái vỏ mà của theo cái xe này á, là nó có in cái thông số á, là nó in rất là chính xác trên cái vỏ, thì mình bơm lên á mình sẽ cảm thấy giá nó an toàn hơn. Hoặc là cái vỏ của xe ô tô nha, xe ô tô hoặc là xe máy là cái thông số nó cực kỳ chính xác luôn. Còn cái vỏ xe đạp này thì nó chỉ mang tính chất là tương đối thôi các bạn. 51 rồi. Nhưng mà chỉ bơm được 52 thôi, chắc bốn. Đây nè, quay cái chỗ này nè. Bạn nào đi xe đạp mà không biết bơm xe đạp làm sao thì sẵn coi clip này sẽ biết luôn ha. Nó sẽ bán theo cái vòi này. Cái vòi này các bạn đi tới mấy cái chỗ mà người ta bán xe đạp á, hỏi mua thì sẽ bán cho các bạn ha. Có gặp gió để ship. Cái vỏ sau mình là nó đang là 34 PSI nè các bạn. Nào giờ mình chạy cái vỏ xe đạp mà mình không thể đo được rồi coi là bao nhiêu áp suất hết. Thì bây giờ là đã đo được cái áp suất của vỏ xe đạp luôn ha, rất là tuyệt vời. Cái vỏ sau này để coi nè. Của mình là 65 PSI luôn các bạn. Kinh vòm chưa? Mềm nữa sao mà mềm. Đó bạn thấy không, nó chỉ có mình bơm lên mình cảm giác là nó cứng, nhưng mà thật sự ra cái vỏ sau nó chỉ có mới ba mấy thôi đó. Nếu như mà không có cái đồ bơm này thì không thể nào mà coi được áp suất chính xác của cái xe đạp mình là bao nhiêu hết. Thì mình sẽ bơm lên là bằng là 52, chứ là giống như bánh trước luôn hả bạn. Lưu ý với các bạn, khi mình sử dụng bơm vỏ xe đạp đó, thì cái ruột bên trong là phải là còn ngon lành, chưa giá mũi nào hết thì mình bơm cứng ok. Chứ còn nếu như mà mình bị giá rồi mà mình bơm cứng quá thì nó sẽ bị bung cái chỗ giá, sẽ bị xì. Bơm này nghe cảm giác tim nó cứ muốn văng ra ngoài là sợ sao đó. Mình bơm xe Honda thì cái áp suất nó chính xác 100% luôn. Đi ha. Còn mình bơm cái vỏ xe đạp của nó hơi xui sao đó. Tính mình nó sợ chết lắm các bạn.
Mẹ. Khi mà mình chạy xe thì mình sợ chết, mà mình làm ba cái vụ nó như điện hay là bơm thì kia mình sợ lắm. Đúng 52 là mình bắt đầu là ngưng cuộc chơi. 52 là ngưng cuộc chơi các bạn ơi. Đó, bơm bánh xe rất là ngon lành luôn ha. Hổm rày là đi bánh xe mềm mà không biết là bánh xe mềm luôn á. Cho nên là bạn nào mà đi xe đạp thì mình nghĩ là sắm cái bộ bơm này là ok. Mình đi bánh xe mềm mà mình không biết là mình đang đi bánh xe mềm nữa. Để hỏi sao đạp nó nặng thì chết luôn. Xe đạp này chạy bằng sức người các bạn. Còn dù như xe máy thì nó có mềm mình chạy thì mình cũng không có cảm nhận được nhiều. Chỉ là nó hơi bị sàn lắc thôi. Đi nó tưng tưng, nó không có đều. Đây là cái view clip mà mình review cái đồ bơm di động. Các bạn muốn mua hàng thì có thể là nhấn vào đường link ở trong cái phần mà mô tả view clip. Mình để cái đường link cho các bạn là có thể là tiện mua hàng luôn ha. Đây ngoài hình của em đó. Nãy giờ các bạn thấy là mình bơm rất là nhiều rồi, nhưng mà cái bộ bơm này nó không có bị nóng, nó chỉ hơi ấm ấm thôi. Tại vì nó có cái quạt tản nhiệt ở bên trong cái bộ bơm. Rất là hay ha các bạn. Các bạn có thể theo dõi giá, các bạn có thể là coi cái giá trong cái phần mô tả luôn ha. Cái đường link mua hàng thì các bạn có thể là biết được là giá bao nhiêu. Hàng này thì hàng đặt ở bên nước ngoài về, cho nên là các bạn chỉ cần có thẻ Visa, thẻ Visa của ngân hàng thì các bạn có thể là đặt hàng online được ha các bạn. Rồi ok.